vé theo cái chữ này để cho mọi người thấy rõ một tí nhá. Nếu mà ai biết là cái chữ này nó nói như thế nào thì mọi người comment ở bên dưới để mình biết nhé, mình biết để liên hệ nhé. Và mọi người xem video này thì nhớ đăng ký để xem video mới nhất về cái tảng đá này nó sẽ như trông như thế nào nhé. Đây bây giờ mình đang vẽ theo cái chữ tàu mà ngày xưa người ta vẽ ở đấy, người ta khang lên đấy. Đó. Cái này thì giống là kiểu như là cái bản đồ hơn. Đó. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Và lúc trưa nay thì mình có xuống ở đây. Lúc trưa nay mình có xuống ở đây qua quay cái máy điện này một tí và mình ghé qua đây xem lại cái dòng chữ tàu này thì mình phát hiện là bên cạnh này nó có cái tảng đá kiểu như là cái bản đồ ấy mọi người ạ. Xong rồi mình vừa về nhà rồi lấy cuốn xẻng ra bới xung quanh bới cái tảng đá này và bây giờ thì nó lộ diện ra như thế này mọi người ạ. Mình vừa bới và vừa mới rội nước cho nó sạch sẽ rồi. Bây giờ thì lộ diện cả cái tảng đá rồi nhé mọi người. Lúc trưa thì mình đang quay cái hai cái chữ tàu này. Đây là nó có gạch chéo một cái gạch chéo một cái dấu x. Còn bên này thì có cái chữ tàu. Qua cái thời gian quá lâu thì bây giờ nó cũng mòn đi không thấy rõ mấy, nhưng mà chắc là mọi người cũng có thể thấy được. Đây. Cụ thể là cái chữ tàu này là ngày trước người ta viết ở đây có gạch một cái trên này xong mới gạch một cái xuống, gạch cái tiếp và hai cái chéo ngang nữa. Và dưới chân này lại có một cái chéo ngang, một cái đi thẳng và một cái này nó chéo sang bên này. Mình không có hiểu về cái chữ tàu này. Mình cũng có chụp ảnh cho nhiều người xem này nhưng mà họ cũng không hiểu, bởi vì họ bảo là cái này là cái chữ tàu cổ ấy. Xong họ cũng không hiểu. Và bất ngờ mình đang quay cái chữ tàu này, mình chuyển máy sang bên này thì mình bất ngờ thấy cái tảng đá này. Bất ngờ phát hiện cái tảng đá có cái nó như là cái bản đồ ấy. Đây. Mọi người thấy không? Đây là nguyên cái tảng đá của nó là đến đây đi. Đến đây. Mình đã đào bới hết rồi. Đến đây. Rồi từ đây lên. Đào bới xung quanh hết rồi. Và sau khi mình đào bới rồi mình rửa sạch sẽ thì nó hiện ra như thế này nhé mọi người. Không biết là hơi thiếu ánh sáng hay sao mà nó hơi mờ mờ một chút, mọi người thông cảm nhé. Mình đang cố gắng chỉnh. Đây. Sau khi mình rửa kỹ và nó khô lại thì nó hiện ra như thế này nhé mọi người. Nó hiện ra như thế này. Không biết là cái dạng nó như là cái chú tàu hay là cái bản đồ nữa. Mình nhìn thì có vẻ là nó giống cái bản đồ hơn. Nó có vẻ là giống cái bản đồ. Và bây giờ mình đang quay để đem đi cho một số những người mà họ chuyên về cái ngành này xem họ có nghiên cứu ra được nó là cái gì không. Đây là một cái miếng đá mà mình chưa đào dưới lên. Nó cứ giống kiểu như là một cái tảng đá mà người ta khác lên ấy. Người ta khác khoét các kiểu lên. Cái chữ ở đây thì là người ta khác chữ lên cái đá này rồi. Hơi thiếu ánh sáng cho nên nó hơi bị mờ mờ mọi người ạ. Bây giờ mình lấy nước để vẽ theo cái chữ này để cho mọi người thấy rõ một tí nhá. Nếu mà ai biết là cái chữ này nó nói như thế nào thì mọi người comment ở bên dưới để mình biết nhé. Mình biết để liên hệ nhé. Và mọi người xem video này thì nhớ đăng ký để xem video mới nhất về cái tảng đá này nó sẽ như trông như thế nào nhé. Đây bây giờ mình đang vẽ theo cái chữ tàu mà ngày xưa người ta vẽ ở đấy, người ta khang lên đấy. Đó là nguyên cả cái chữ tàu mà ngày xưa
người ta khăng lên trên cái tảng đá này. Ở đây thì cách đây 30 năm thì người dân di dân về đây, và ở đây thì lúc đó còn là rừng già cơ, chưa có người. Xong là người dân về di dân về xong ở đây thì họ mới phát hiện cái tảng đá này có hai cái chữ này, có một cái chữ tàu và có cái dấu X đây này, để mình vẽ cho mọi người thấy rõ nhé, cái dấu X đó, cái dấu X nó chỉ như thế thôi, và bên này là cái chữ, bên này là cái chữ tàu. Để mình quay cái, chọn cái góc nào quay cho mọi người nhìn thấy rõ này. Đây mọi người ạ, đây là cái chữ tàu nhá, cái chữ tàu. Và còn bên dưới này là cái miếng đá mà nó có như là cái bản đồ ấy. Cái phiến đá mà nó có như là cái bản đồ. Nhìn có vẻ hơi giống là chữ mà không phải chữ nữa. Cái này thì giống là kiểu như là cái bản đồ hơn. Đó. Phiến đá này nó cũng không to lắm đâu. Nó cũng chỉ ở bằng này đến đây rồi quanh đây thôi. Thì kỹ thì nó có vẻ hơi giống cái bản đồ, nhưng mà cái này thì hình như là rất là khó nha mọi người. Chả biết là mấy cái này là giống kiểu như là núi ấy nhỉ, núi là lại có khe hoặc là cái gì ấy. Nhìn thì giống kiểu như thế lắm. Kiểu như là đây, không biết nó là cái gì nữa. Để mình quay xung quanh xem nào. Xung quanh thì nó cũng là đồi núi. Đồi núi kiểu như thế này. Đây. Bên này nó có, đây nó toàn là những cái núi non. Và ở trên này thì là cái núi to. Còn đây là ở cạnh bờ suối, cách bờ suối khoảng 7 mét thế này. 7 đến là 10 mét thôi. Từ cái tảng đá này ra cái tảng đá đấy. Đây. Cái tảng đá mình đã rửa, đào bới và rửa cho nó sạch sẽ như thế này rồi. Cái này mà bình thường không để ý thì chỉ đi qua phát là không để ý, là không thấy. Trước mình cũng có vào xem cái chuyến tàu này mấy lần rồi, nhưng mà mình cũng không để ý cái tảng đá bên cạnh. Hôm nay vào thì mới để ý cái tảng đá bên cạnh nó có như thế rồi. Đây là cạnh bờ suối. Bờ suối này nó có nhiều đá. Mà những cái đá kia thì nó lại khác cái này. Cái chữ tàu này không biết là có từ bao giờ rồi. Và giờ thì lại xuất hiện thêm cái phiến đá có như cái bản đồ nữa. Mình không biết nó là cái gì. Kiểu như là người ta khắc cái bản đồ hay là cái gì. Mọi người nhìn có giống như những cái núi, những cái tranh mà người ta vẽ ra không? Cái này thì không hiểu là cái gì. Cái này thì mai mốt mình sẽ đem dụng cụ vào rửa thật kỹ ở những cái chỗ này để cho nó thấy rõ hơn. Bây giờ thì mình chỉ rửa sơ sơ qua thôi, cho nên là chưa biết là nó là cái gì. Hơi thiếu ánh sáng cho nên là hơi mờ một chút, mọi người thông cảm nhé. Nhìn từ trên cao mà không để ý thì đúng là nó chỉ là phiến đá bình thường.
nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó lại có gì đó khác 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 biệt so với xung quanh. Để cho mọi người nhìn những đá xung quanh nhá. Đây, đá xung quanh nó chỉ như thế này thôi, nó chả có gì. Bên dưới này là cái đá to này, nó chả có gì, nó cũng chỉ như thế này thôi, cả cái tảng đá bình thường thôi. Nhưng mà cái phiến đá này nó lạ, kỳ lạ. Có khi nào là đây là cái bản đồ để tìm ra một cái gì đó không? Rồi thêm cả cái chữ tàu này nhé. Chữ tàu này và cái dấu X này nhé. Thì mình không hiểu là nó có liên quan gì không? Liên quan gì với nhau? Sáng nay lúc mình quay ở cái máy điện này thì mình lên đấy, mình quay cái chữ tàu này và mình phát hiện ra cái phiến đá nó có cái bản đồ. Rất kỳ lạ đúng không mọi người? Thôi, mình xin mình dừng video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất về cái tảng đá này, xem nó là cái gì nhé.